một khnía ta bà chờ là cái dân khơi miên chủ môn Anzu của thuộc ca lên chủ môn nâng bà khu fra để còn mọi việc hàng thêm một người mình chủ trà rô thuộc ca lên chủ môn Luno KL và thuộc ca lên chủ môn nâng cho hết ai chủ này Selena trai ban lên đài Grey Exali Sing Sky của thuộc ca lên chủ môn Bruno được khnía mà bóc chủ môn nâng trai pí và chủ này khnía mình nhiên lên lướn nữa nè Sweet Poison cái mình là lâu lên lời High Lost Tina lên chủ môn True Sex lên chủ môn Cloud Fire lên Ureno Sweet Tea lên chủ môn nâng Lao Yi và chân nâng Midland cái mình bay hero đôi khnía và ta khang thêm bớt còn ban cho chủ môn nâng Blue Bermond và còn thuộc ca clean chủ môn nâng Minium Land và đài mà ta được chủ môn ca cho chủ môn nâng ca Creep chủ môn Sun khang Sweet môn nâng thuộc ca cho chủ môn nâng Blue mà tới playstyle early bà playstyle có cứ early time đó thừa thai có lên chủ mối năng đôi khnhi bà cài tập ca yo double bus mà hyper khnhi làm đó chủ mối năng midland ca da secure land của miền ca bay đôi khnhi ca spend sát lấy cái thơm ta chip sure fire mỗi time đó vài của mình cứ đồ một tên là ca boston thì khang xử lý nè mà sing sky bà chơi mình tên chủ mối năng skill bà lại poke được mấy nước hàng cõi nè pi boston bà giờ tới có phải là đôi xử lý nè nâng lục lên đôi create early game cứ hiện pressure từ khang team game địch chẳng team có cú bài được bạc qua hàng sweet đó nhé, quạt của mình ở đóm thang pressure đây được sao đó mình ca spam stun mà chưa ăn bịch, bạn chẳng cứ quạt là mình ca phòng bị giặt chưa ăn. Dạ anh mình ca ăn vậy đây tới và cái này boss stun mới tới chung một đường minion red buff phần ta, ấy á, ô hai lốc chỉ nhẹ ban chung một đường red buff à, mình. Oh, được sao đó mình ca boss stun bị xử lý nè, nó bây đây skill bao hello nó quạt chỗ tới slow tới độ. À dạ lời khi thay tin nè, oh wow. Ta mình ca rotation máu, mình tới quạt card red buff mỗi cứ chơi mình đến. Oh first love và thứ Midland bay mang cứ first lot the game burn gaming mà đây game team mui thì chúng bạn vậy chắc cứ phải team burn có chỉ lấy aggressive early game mà L và lực Craig máu mình can chat stun pi alone mà tại mình can steal chúng mình đang Craig oh Sess anh mình bang hà đây là Sess ương lô mà thế chúng này Craig spam stun cái này nè tại mình thôi can counter mà đang rút đuôi tay rồi tê rút bỏ rút đuôi cái rút mình rút cho tê mình can flick mob rồi tôi cứ nè bạn chạm bạn chúng mình đang say bạn hay mà tại mình can đốt thôi bị Craig để sao tôi có thể drop low mà thế anh dỗ của bạn mà tôi mình can rotation máu bị team thằng song khang cứ lươn mình tên một tay chúng này nó phải càng cao của mình cách phát cho mình phải ở đây kia bà Assassin's Sky có rotate chắc như khơi nhanh lên không cần lại bên đi bờn cái mình chỉ muốn cao rotation bà có cứ lộ mình tên bà early game cứ còn mình priệp bà thầy tí mũi tí bí cứ có sầm lắp bán khó hero nè bà khó hero bà có thở ca phí bờ bán tầm bờ thiệt hay slap thiệt bà ní cứ chưa bành hà mũi thông xử mẹp khang team sweet position bà sẽ có thở ca phê của lý phạm tràn mình tên là bây trên là lệch game bà ta giờ đơn thà bờ nó cứ ai đừng ai sức ní ai có thở ca phạm bàn tràn đôi để có trong bàn này là tì bà ta mình ca spam stun mũi sweet bà lôn mình bành hà front line mà bị khang ăn dỗ bàn trong chặt thì mình là lôn mình ca lô cho hàng đông sweet tea bà ta hay là mình ca lô cho bị fire có mà này thua ở vây chênh này bà ta mình ta khang lôn nhưng drop lô đào cho tờ red suicide cho ta em đó cứ xâm lập luôn đi hơi bà đã sao có đăng thay rốt cơ đốt mình rồi đấy mà cho tờ rố bà cho tờ rố nó có bài đúng không bánh bánh mình ca lưu rốt cái chênh màu là hả và liêm bị sex có thể ca fan mà mình team fight nó early thì mẹ có nụ tê thì cả bọt sàn cái lại cái cray wow lo mình tên stun là mấy mình mà có cứ lo mình tên bị cái mình cao tôi vẽ chúng mình đang blue bird ba blue bird ba đá với kang team burn mình cao độ thôi thêm tay mà đâu tại sao thì mình cao rotation mau đôi khi với kang team sweet ba team sweet mấy mình cao stun cái này trừ đi đây lo mình tên ba lột chỗ mình toàn slam nó tên bị cray ba anh mình bay ha lột nó bị cray còn đó ba tay rút mình toàn nó tên riêng slow mình tên mình cao spam stun với mình lại bị thật trừ ba tay lột anh nó toàn đặt cho sing sky lo mình tên killing spree nó tê tê bay mà ba tay thật ra nó kang lơ của bạn ba tay cho bị kang team nào phong này mà bấm mũi tôi làm xấu thì tới cam flap lâu cho mùi đồng roll lên được bọc hàng thêm bền nghiệp mình mơ tới nơi tại performance đó hồi đó những flop khơi là Craig còn lên offline chúng ta đang bê được perform cho mùi đồng Selena cứ là ô đôi khi chẳng bài KL cho mùi đồng ca ở flap lâu cho mùi đồng roll từ lên offline mình và đã ở Sin Sky còn trên nhẹ down hyper carry mình mà chắc nó không cần đã bê buôn được tí ở dài mà cả chai cho tới đấy bà lột cho sắp xe show tạm tới tất cả bên chúng mình đang ăn dấu bà xâm tốt là lỗi mình ca xe chọp stun lõm đây mà ta bắt đầu slap lõi tên mà ta nó ta slap tới đây mình ca lột mà bị Craig what a play great law มันได้ก็ mình ca plat đó lên anzo đó kia bởi ca bắt chúng mình hyper carry mình mình law nó tới bởi sing sky mình ca trong lot sweet bắt bong chúng mình chuột khuôn ai tới វិញ chúng mình fire nó alone ในการ สําลับ một con វិញ phong này ในการ comeback ในการ kill một ni law mèn tên ca l mà nó ta bắt to một smart lot tina một smart và chu hay nó cho head mà vì bạn đấy nó early game cho head có mình damage chan chúng mình nó rocket một con mình shield và ayo fire mà chúng mình đang cho tà rô cứ chừng đây thì mấy lột chỗ bài vô tàm đó mà đánh cho tay xong lắm bắt ra thôi mà chắc có giúp bạn thằng khía thờ ra tìm môi nó phương cái đó cái ai bạch bài thì mấy xíu Sess
mà sales mà tao mình phải làm farm đấy mình can teleport mà mình can speedy là mình phải can support the sales alone của bạn cái của bạn mới khởi spam start the sales tiếp tới great mà bữa nay mình can flip bt na bữa nay muốn cứ over bữa nay mà over position là cái đã cho chúng tôi team một team na anh sang cái test sang bị ăn số lại lo cho với bị great bạn sang bạn là team na alone của mình phải hang sing sky bạn can drop out với bạn cho tôi cái của bạn smart speed thì sao alone mình tới 2 rồi 3 rồi anh bắt bóng bắt lo mình tên bot gaming ba ba outplay là lơ khang team sweet poison vô tay mà đông ừ màu thì đây bà bị cho ta rô bài xâm lắp từ lơ khang xe này cà flick đi mê màu cho ra mình tên fire ai cho nè mình tốt burn gaming nên bà to ca kiếp xung cơ từ lơ khang team sweet mà nãy to đây bàn to là sao tay mà đông dạ khang fire đi chứ mình tốn ơ chùm nón thế mà nó chong ca lút chùm nó blue burn một bình bà nãy chùm bà cho con bà đọp liêm bà nãy blue anh nãy bà nãy mega kia chùm bà cho ta rô bà ta hơi double kill burn nên cả stun và ta đi cái lãnh stun mình sẽ chư lốt chắp mình to bắt chân sweet thì tâm ta respawn mà bay mình lốt ai cho nên mình to đã tới sis mà mình lại farm mà nó tên nó early game và ta có trong to đây cả spam stun mình bật thử stun mình cứ anh mình cả cho tao thể tp mình đóng thiết bị kháng team burn này bạn killing spree tạm đó này cái chìa cả là awesome rap mà kháng team burn vô chung mùi nâng thật thôi là sao tao mình cả contest nó tên mình cả bỏ chung mùi nâng stun ở bây thuộc cả check map được cái này mà steel ban chung mùi nâng creep jungle creep phong đá bị ăn rú hoặc là này khẽ cả bay cái này mùi smart tạm đó chung mùi nâng fire đi mấy trang tạm đó what okay mà các bạn có cốt cứ đa chơi mùi nâng bà mà đi chen chơi nâng là ngay mà đi chen ú chen sáng chọp chơi xe màn ta cho ta rốt bán bay vay và ta cho thử khang là lộn tên bà xe của bán sắp được thiên sweet team mà nó bà tôm anh cho em bọc hiếu đai được tên bà ta có thật cả đó thôi ta hơi rồi sao ta mà nè có riêng drop low có đôi chì hiếu có cả low đấy mà bà ta mà tới sweet team midland spam stun mà bị gray mình tới mình cả lốt chỗ bị ăn số chỗ đó từ red tp thay mà đâu lo mà tên bà ta từ red tp midland của bạn có đá cho bị căng team bớt oh, chọp đây đấy chọp tiết hai mùi chương pi chương bay chương đá cho bà ta gray still oh. Là phía ba chứ mới đã đọc stack thì mê ở mình cứ chư mình tên mà từ love fire alone bạn early game sẽ mẹo khang team sweet đâu chỉ miễn bánh hà thông thô bà ta anh ba ai nhưng bị bạn là slide strong game này giờ mấy thua các comeback lắm với những cái chop stun đi thay alone đạch con ông từ red tea bay killing spree bị sing sky mà đây khang team burn này bà ta chung mình từ red tea bay ban vô time đó là khang team sweet poison trong tay này tí tí bàm pi tay bà nông mơ tơ đô chỉ early mình tên bà ta mình chung mình nhiếm nó tế để check con đi bà push back door protection của bạn activate con này để check con toát mình xây chư nó tế bạn chẳng cả đôi chia lấy dân khơi tham bà cho the roll của bạn thuê ca rotate mà càng thấp lên bên trong các clean chỉ muốn nâng bà thread tp phòng nái mà hai đi make ô thời sang thì thấy mà ta chỉ bắt đầu fire đây chơi pure fire bắt đầu sắp ta bắt đầu create from line flick chain bao vinh rốt ruồi ta hai trăm mà cho mình cả to này một double kill be sing sky wow what a play bị khang team burn mà early game là các kids có bắt đầu cho the roll wow là các flick bắt đầu sắp ta này bao nay là các spam này sang là success là các lô cho bị ăn số cho tôi là pure fire bạn thử xem bắt đầu bắt đầu bị bắt đầu create bắt đầu sing sky bắt đầu hai create cho nam bắt đầu p kill behind sweetie wow what a comeback kill behind sweet bàn tay bàn tục kill nó không được tí 8 cứ 1 pay bay cho tầng 5 hôm nay 1 pay 8 kê gô tôn nâng 10 kê khóc riêng 10 kê gô bắt đầu rết bằng mũi tôn tầng mũi bạn cái đôi chìa cứ dân khơi nha cho mùi nâng performance bất khăn thêm bằng game mình cứ kiếp sẵn cả khăn tên mà chứ thức bố có tính và ở chung mùi nâng poison của ai khả ế gọn lực đau tự bây nè và khả ế gọn lực cho lắm nè và tại cái này ní bà mình càng clear cho mùi nâng mình nhấn và cái ế dô cho mùi nâng pi bờ hơi để xa pi bờ nâng còn ở steel bờ kê tầng pi đem đó mà chắc nhìn mẹ gót của mình tràn đôi khả ế khả thêm sweet poison nó khả nông game này mới tới đi hướng bộ bạc lăng mình tên và để xa early game cứ khả thêm bằng game mình quát chập cho nó sai bàn tràn tìm mới gót kill bàn cho mùi nâng pet call hero à tí pi cứ dừng ai bàn thang rotation nó bỏ bờ game mình cứ lòm tên nó early game quát thua bàn lo tiếng pi lên tiếng top lên rồi cho bà thâm lên tiệt mà khó khăn nhận đọc kê gồ chất đọc kê gồ ta hai ba trang một tên thì khang nộm vì ca pham rồi bà khang thêm burn trong tay là tí bảo buôn và tụ khiêm một phải bay tôi làm pram thô thô còn mà đặt chiếc phần này sẽ load bà load respawn máy mà alone alone bà lại đi anh rồi trời sẽ xem mình bánh ha fire fire sweet tea mình ca shot down the midland mình ca cắt mò bị khang kèo bà đang bà đang anh mình mấy cắt bỏ thôi cao chọc xa lòm đen anh sẽ mình bánh ha fire bà đang bà đang tì nha bà đang bà đang shot down the lơ khang cho hand với bà đây bà chung với smash chơi cái bớn bà đang mình ca to đây với nhau là bắt pi mình ca spam sang bị grey bà đang có đi bà cho mình tên bà cái đôi chơi xinh xa mình cứ dốt bà anh chung lột phong này bà quay thêm phần mình là bắt bóng smash chất pi nhé đâu bà muốn hay cái đôi chơi bàn lột phong này bọn mình cứ quát là sao này quát ô what fire đi mẹ
Ồ, bị khát cho cái đồ, tập ra cho cái đồ, anh đang slap của mình bọn anh cái thread kill sing sky nó vài nó lại mà đó mình chop bắt thế na bắt ai mà thi nè và nó chúng muốn automate lock bao anh load cái mình slap double kill bị sing sky gray mình cái load cho flick cho vô tao mình đang cho chúng mình skill gì nhanh nhanh cho frozen cho mình ai robot này bạn được bài chủ mũi nó crystal robot khang team sweet load tụi bạn mà đó bạn ta sẽ mang chắc team bond cứ mình bán push to t bạn để sao có slap và smash chắc up nè phong này mà chẳng cần vô chúng mình red buff sẵn mà bạn xin sky tôi mình to mình chop thêm mình cả evade buff mình to tiếp phong này và dân cái lấy mới tới khang set cái robot khang team sweet đó nè tiếng strong cứ bị bạn cả farm mình tên là sao so mấy tập buff nâng jungle và nâng silent mình cả crook crook chop để khang team burn game mình dân mới khỏi dân khơi cứ chụp đó sẵn xin sky có chỉ call hero đi khí cứ là bài đập ram và ai chúng này access có tâm ta là bài đập môi thì anh số mình cả load mà tiền đấy mà trong chat là access và tại mình cả rút cái chân mà đang lò vòng này alone mà giờ tới alone hay cái đôi chia mà fire na mà bên chia prepare rồi tăng từ mẹ khang team burn tiền đầu tiên vừa hai damage để sao ra cano một goal cứ thua khang damage chán oh killing spree mà chúng mình đang thi nè mới tiếp ba ta ơi mà killing spree chứ mình tên này mình đâu chúng mình damage của sinh sky mà cái em mình can speed full ship rồi à lời cho trâu mau ấy mà mình can chat cho bị ăn dấu cho chúng mình đang alone alone anh slap hôm nay lại đi rồi mình đuôi tới mấy gà kia đang khang không dừng lấy chúng mình đang cho trâu bay con chúng mình speed hôm nay gray chúng mình đang đã chắp cho với cho trâu bên bên này mình can trade kill muối tôi là buôn anh nó wipe out triple kill bị sinh sky được chưa này game team muối anh đang mình chắp trong tay này tí tí đập muối tí tẹt rồi ba cái đôi chị dân khởi lệnh có mới chúng mình một tụ kia cứ tram đã nó đo từ sam sập pi kia được khang thêm bờ người mến cái đôi chị khang thêm ba sweet poison của tụi bạn đập kia này ba cua chắp rồi mình tém cả một cua trâm tại game thì mối cua